Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Mẹ Cấp Tiên Thách. Hiện tại bây giờ thì em đang thấy rất là nhiều xe di chuyển vào khu vực nghĩa trang. Và bây giờ thì em đang di chuyển vào bên trong đây. Không biết có gì mà mấy anh em ghê chưa anh Bin hả? Súng nhắm nè, đừng ai ăn cơm chưa nữa nha. Em khỏi đưa lấy cái kia cho anh đi, anh đưa cái lấy nguyên cái bộ mới rồi vậy hả? Ừ. Này đúng súng nhắm luôn nè, con nhầm sáng đi tảo mộ mới vô trễ. Sáng quá trời rồi mà còn lát đến đây để tạo một hai quý vị sáng là mấy em cũng dở. Rất là khán giả rất là đến đây để mà chia sẻ ha. Chào bà nha. Cây cái dạng dạng mát là không có điều kiện từ đó giờ không có. Không có mà không có đeo. Không mình đeo á. Đánh tỏ luôn. Nó đậu luôn. Chạy 101 coi. Xe lên 101. Trời ơi chạy 101 luôn. Chạy 102 ban đầu các bạn dùng tàu trời nó rồi. Tôi chạy nhiều. Dạ thấy sợ. Ngày nào dám lấy xe nữa. Bên đây ngầu cái trọng đít cho trọng đít bò tới mà. Cái yên nó dám tao mà cái đất nào mình chạy giết ngầu bò tao thấy ổng. Bò tôi đi Vũng Tàu ổng kéo sơ ra. Này hết dám rồi công an khỏe. Công an nào dám kêu không? Trong 25 mà kéo người không nghe giam ha. Dạ. Ổng ra còn khỏe, ổng ăn cơm nước đồ khỏe. Trời ơi, ông nội tôi không ổng đâu. Tôi ăn ngày 8 lần. Trời ơi, ăn ngày 8 lần luôn. Còn khuya cà phê biết gì không? Cà phê uống ngày 10 ly. Ổng ăn cái bụng lắm hết à. Để nữ giáp. Hả? Thôi mãi coi 3 giờ đi. Dạ anh yêu. Em đi tảo mạo và chân hết chưa? Chị Tết còn đây còn em dưới đèn đường này nam đen nữa. Bin đây. Chúc mừng năm mới nha anh em với nhau. Lì xì vui vui đúng không? Ba ngày tới hôm nay Tết là 25 Tết. Nè. Cảm ơn anh yêu nha. Đó. Chúc anh yêu sức khỏe ha. Ừ. Cái này là của anh yêu đúng không? Ừ, đúng, có tiền túi anh yêu á. Rồi rồi, rồi rồi, cảm ơn anh yêu ha. Ừ, coi thì cái trong đó là nó lộn qua con khác nó ít nữa. Rồi ok, lấy mở ra. Mở đó, đó. Rồi ok, thấy okay. Rồi. Rồi, rồi. Rồi 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 rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi rồi ok, cảm ơn. Nam đâu? Nam đâu? Nam vô kìa, Nam vô kìa. Kêu Nam luôn. Để kêu Nam cho. Cảm ơn anh yêu. Nam ơi. Nam. Nam ơi. Nam ơi, qua đây vô gần Nam qua luôn kìa, Nam qua kìa. Rồi em quay luôn nào. Quay luôn á, 8 người nè. Ờ, có quà kìa. Dạ, của ai vậy anh? Của anh chứ ai, của anh chứ gì, Tết anh là chị em vui vui nha. Dạ. Mình đem Tết. Đó. Ờ, dễ thương dữ hả? Con này con gì đây? Con gà. Con này được mà. Con gà. Alo, đây cũng được, đồng Nam đây. À, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây cũng được. Ờ, chúc gì không chưa? Để nó dậy đó. Có chúc ảnh gì không? Rồi, em cũng xin chân thành cảm ơn anh Nam, bữa nay là 25 Tết rồi. Thì Tết bao lịch thì của anh yêu. Nói chung là cũng là cái tấm lòng thôi. Em chúc anh yêu thật sức khỏe với gia đình nha. Và cái chân của anh là thấy anh đi tới đây là thấy cũng ổn không phải không? Bây giờ anh đi về hay sao? Không anh ra là cũng đi xíu rồi mà yếu quá. Dạ dạ. Em coi ra cái lỗ cho lậu lậu có không? Không nãy giờ không đi công khai đó. Đi cho mọi người đó. Không chưa? À. Có rồi. Một có đâu ha? 100 cành nghe cô chú anh chị. Đây là từ anh Diệp Sống Yêu. À, bỏ vô. Rồi em xin chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn em nha. Dạ, chúc mừng dạ. Sức khỏe nha em. Dạ, dạ. Chúc anh gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi. Rồi cái giò dạ, anh thấy cái giò anh đi. Rồi cái giò anh thì vẫn còn đi cà nhắc đi cô chú chị. Tại nó chưa có bình phục. Rồi rồi vậy anh ha. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Con được đâu.
Được đang lên. Dạ nó xa lắm. Và hiện tại thì sáng mới tới chào là anh Nam nha. Chào đi. Dạ chị. Mới tới có lọc sớm luôn ta. Đang có lọc luôn, hai anh em có lọc luôn. Sớm nha. Rồi đông lắm luôn rồi đó. Ở phía ngoài bây giờ đông lắm mọi người ơi. Bây giờ ở trong ngõ ông cậu thì chưa có ai hết. Thì mới mua ông bịch đoạn chắc 25 ngàn định sĩ thì còn lại được 75 ngàn. Ở trưa nay ăn cơm khô. Có đem đồ ăn không? Không, có đem mắm không? Không luôn, bỏ nhà chứ. Tại sao không đem? Đáng nay là cái ngày chính đông chú đem.